Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó chú trọng tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm với các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Mức phạt và căn cứ pháp lý được quy định cụ thể như sau. 1. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. 2. Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. 4. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe trên đường không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.